Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 3 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024. Đêm văn nghệ diễn ra với các tiết mục hát đơn ca, song ca, tấp ca, cổ nhạc, múa, hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi truyền thống cách mạng. Thông qua chương trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, thể hiện niềm tin đối với đảng và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.